Chào mừng các em đến với kênh Dạy Bé Thông Minh. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các loại xe tiếp theo các em nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xe đầu tiên, đó là xe cảnh sát. Xe cảnh sát là xe dùng để lực lượng cảnh sát hay còn gọi là công an để đi làm nhiệm vụ của mình. Đây là xe cảnh sát. Và tiếp theo cũng là xe cảnh sát với các chiến sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Đây cũng là hình ảnh của xe cảnh sát. Tiếp theo, ta có xe cứu thương. Xe cứu thương là xe dùng để chở những người bệnh vào bệnh viện. Tiếp theo, ta có hình ảnh của xe cứu thương. Và đây cũng là hình ảnh của xe cứu thương. Tiếp theo, ta có xe lu. Xe lu là xe dùng để trải những mặt đường làm cho chúng bằng phẳng hơn. Ta có xe lu đang lu đất. Ta có hình ảnh của xe lu. Và tiếp theo đó là xe nâng. Xe nâng là xe dùng để nâng hàng hóa lên cao hoặc xuống thấp. Ta có hình ảnh của xe nâng đang nâng hàng hóa. Và đây là hình ảnh của xe nâng. Tiếp theo ta có xe xích lô. Xe xích lô ngày xưa dùng để chở những người đi từ nơi này đến nơi khác. Nhưng ngày nay xe xích lô dùng với mục đích chính đó là để du lịch. Nó cũng chở người nhưng mà chở những du khách mình đi tham quan. Đây là hình ảnh của xe xích lô. Rồi, xin chào các em. Như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu xong một số loại xe. Các em nhớ bấm đăng ký để theo dõi những video tiếp theo nhé.